Xin chào các bạn đã đến các video dạy chia sẻ về chia sẻ về thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong, hay nói chuyên về giảng dạy thanh nhạc. Ok. Thì nếu như mà các bạn đến với kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh để xem các video hay hơn nữa. Có rất là nhiều các video mình đi vào chi tiết từng kỹ thuật thanh nhạc luôn, nhưng với video này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một ca khúc đang hot hòn họ trên mạng của ca sĩ Đức Phúc. Ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Hơn Cả Yêu. Hot hòn hòn. Rồi chờ mình 30 giây. Hơn Cả Yêu. Sáng tác. Hình như sáng tác này của Khắc Hưng. Anh Khắc Hưng đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, sáng tác của anh Khắc Hưng. Ca khúc Hơn Cả Yêu. Đâu. Khắc Hưng, anh Khắc Hưng, anh Khắc Hưng. Ca khúc này là được anh Khắc Hưng viết riêng cho Đức Phúc luôn. Hàng tri học giọng quá trời. Ok. Tươi, nói chung là tươi. Rồi, ca khúc này mà để hát được ca khúc này thì rất là dễ. Ca khúc này rất là dễ hát chứ không khó. Tại vì nó đang rất là hay nên mình muốn chia sẻ cho các bạn các cách hát hay hơn thôi. Nói chung vậy, để mà hát được bài này thì các bạn nè, nhạc sĩ Khắc Hưng viết cái bài này, Donny đóng giày cái giọng làm sao cho nó phù hợp với Đức Phúc. Đức Phúc thì cái bài này là một bản ballad thôi. Nhạc ballad nhẹ nhàng nói về anh ơi hỏi em rằng em yêu anh. Nói chung là một người con gái hỏi một người con trai là có yêu nhiều không, thì người cha là khó trả lời quá, thì anh yêu em hơn cả yêu luôn, hơn cả tình yêu luôn. Thì nó nôm na là như vậy. Một cái bài hát nó nói lên ý nghĩa của một tình yêu bự, to bự, thay cho lời nói của một người con trai hay là một người con gái, thay cho lời nói là anh yêu em. Mà đây là một bài hát thay cả thay cho lời nói đó. Có thể là mình có thể lấy cái bài hát này mình đút vào tai nghe cho người ta nghe là hôm nay anh tặng cho em một bài hát, đeo tai nghe vô hơn. Có giống như là mình đang nói chuyện là mình yêu các bạn, yêu bạn hơn cả yêu ha. Nó là như vậy. Bài này thật là thú vị. Ok. Mình đã hát xong. Rồi bài này Tâm là Tâm Sơn trưởng ha. Để hát được bài này các bạn cứ cố gắng làm sao làm cái giọng của mình nó dày giống như Đức Phúc vậy. Ơi, anh hay hỏi em, anh hay hỏi em. À, em hay hỏi anh chứ. Em hay hỏi anh. Em hay hỏi anh rằng em anh yêu em nhiều không? À, là một người con gái hỏi một người con trai á. Hỏi một người con trai là em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không? À, lúc này là người con trai này nó đang kể lại cái câu chuyện là tôi có suốt ngày nó hỏi tôi là rằng anh yêu em nhiều không? Đó, ý là vậy đó. Thì mình sẽ là một lời giống như một lời kể thôi. Kể một lời kể rất là tình cảm và nhẹ nhàng. Em hay hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào. Đây là cái lời tâm sự của chàng trai nha. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi anh nhìn em. Đó, bắt đầu nói là đang bày tỏ cái tình cảm là bằng lời hát nè. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh. Đó, tình bày tỏ tình cảm là phải sướt mướt lên. Là anh thấy cuộc đời anh. Đó, sướt mướt lên. Là quá khứ và cả tương lai. Làm hơi lố ha, là quá khứ là nói chung là em là cả cuộc đời của anh ấy. Là quá khứ là cả tương lai. Là hiện tại không bao giờ phải. Mô tả hay ha. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Ok. Để cảm xúc nè. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. À, ý là chàng trai này là tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa là không rộng lớn. Rất là hay.
ý là để người đàn ông thì khó có thể nói ra, rất khó để nói là một cái gì nó ủy mị, nó anh yêu em gì không. Nhưng mà tình yêu trong anh phá lúa thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Đó là cái là tâm sự của người đàn ông, tâm sự thôi chứ chưa có dám nói đâu ha. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Thấy chưa, chính xác không? Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, nó không, đàn ông khó nói ra chuyện tình yêu lắm. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cảm nhận thôi. Yêu mà không nói bắt người ta cảm nhận thiệt khổ tâm, không còn gì để nói. Kêu cảm nhận sao cảm nhận. Thôi bây giờ có cái bài này nó thay cho lời nói của tình yêu cũng được ha. Mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Một cái miêu tả, một cái sự so sánh là hơn núi, hơn sông, hơn đất luôn, hơn trời luôn. Ồ, quá dữ ha, tình yêu này nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng chơi luôn. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Bài đó nè. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiêng đường, thiêng đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Đó, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Đó thì mấy bài hát này, ví dụ như mà bạn đang ngồi tình tứ với người yêu của mình bờ sông hay ở đâu nó vắng vẻ, nó đeo tai nghe vô, lãng mạn quá, sướt mướt quá, quá dữ ha, rất là dễ, đơn giản. Ồ, hết rồi. Bài này cực kỳ dễ hát, chỉ cần các bạn có thể là đặt được cái tâm trạng của mình, hiểu cái bài này và giống như là một cái lời tự sự thôi. Khi mình hát lên cái bài này để thay cho cái lời yêu dành cho một cái người cô gái nào đó, chứ không phải là sự thật. Mình hát ở trong tâm của mình thôi, đôi khi vậy đó, mình hát cho một trong tâm thôi. Ai nghe được nghe, nói chung là đem cái tiếng hát này nó bay tới những người mình yêu thương. Đó là như vậy. Chứ không phải là mình ngồi đối diện với cô gái mà mình nói thì nó không có đúng với cái cách mà nhạc sĩ Khắc Hưng đặt cái cảm xúc của mình vào trong đây. Tất cả chỉ là một sự thầm lặng. Tình yêu trong anh vỡ luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Đó, tình cảm, nó cái giọng nói của mình, trong cái giọng nói, trong cái giọng hát của mình. Cố gắng làm sao các bạn phải tập được một cái sự tình cảm, một cái sự dày dặn, giống như giọng Đức Phúc. Giọng Đức Phúc rất là dày. Lý do tại sao giọng Đức Phúc The Voice rất nổi tiếng, hạng nhất, mình nhớ là nhất The Voice đấy đó. Giọng rất là dày dặn, rất là đặc biệt. Thì các bạn cố gắng làm sao tập với mình. Tình yêu trong anh phá luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Tình cảm vào, tình cảm. Bây giờ mình làm lại nha. Vô. Lần nữa nha, các bạn hãy thấy là một cái thói quen đi. Hát bằng cảm xúc nào. Bài này rất là đơn giản, nên chúng ta sẽ xoay hai vòng. Em hãy hỏi anh rằng anh yêu em nhiều không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Đó, đặt cái cảm xúc vào. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh. Đặt cảm xúc vào. Là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Nghe rất là dày dặn ha. Không bao giờ phải. Âm thanh lúc nào cũng đưa vào bên trong, dày dặn hơn. Hạn chế hơi chứ hơi đưa vào bên trong là để nó mở các khoảng vang để âm thanh của bạn nghe dày hơn. Là hiện tại không bao giờ phải. Đẩy cảm xúc lên. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là khi đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Đó, nhẹ nhàng. Mong em hãy cảm nhận thôi.
thôi. Thế là bằng cái chính cái tâm sự của mình luôn. Mong em hãy cảm nhận thôi. Thoải mái, cái gì nói. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những đám mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những đám mây thiên đường. À cái này, vượt qua cả những ác mây thiên đường. Đó, cái feel này nó quá. Ác mây thiên đường, ác mây thiên đường. Cái đó là mình phá cái bài cấu trúc một chút xíu, để cho cái bài hát của mình nó không bị đều quá. Vượt qua ngọn gió đại dương, vượt qua cả những ác mây thiên đường. Nhưng mà không phải về hợp âm chủ ha. Đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rồi ok, bài này rất đơn giản, chỉ vậy thôi. Một ca khúc rất là hay, nhẹ nhàng, tình cảm. Có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho những người mình yêu thương. Nó đeo tai nghe vô và cái feel the beat. Cảm giác thật là có gió, có sông, có suối, có hồ là hết sảy ha. Ok, chúc các bạn thành công với ca khúc Hơn Cả Yêu, một sáng tác của Khắc Hưng và trình bày của Đức Phúc. Xin chào và gặp lại với những video tiếp theo, hướng dẫn và chia sẻ. Các bạn nào có những thắc mắc, những cái câu hỏi nào thì cứ đóng góp thoải mái, vô tư, để mình có thể có cơ hội để mình có thể tập trung mình làm những cái video chia sẻ kỹ hơn cho các bạn. Các bạn đừng ngại đặt những câu hỏi hóc búa nhất, những câu hỏi khó khăn nhất để mình có thể giải đáp. Mình cảm thấy đó là một cái động lực rất rất lớn dành cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye.